Đây là chân như, đây là pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Đây là bốn niệm trụ, đây là bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo. Đây là thánh đế khổ, đây là thánh đế tập diệt đạo. Đây là bốn tịnh lự, đây là bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Đây là pháp môn giải thoát không, đây là pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện. Đây là tám giải thoát, đây là tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ. Đây là pháp môn tam ma địa, đây là pháp môn Đà La Ni. Đây là năm loại mắt, đây là 6 phép thần thông. Đây là 10 lực Phật, đây là 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng. Đây là pháp không quên mất, đây là tánh luôn luôn xả. Đây là trí nhất thiết, đây là trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng. Đây là quả dự lưu, đây là quả nhất lai bất hoàn a la hán. Đây là quả vị độc giác, đây là tất cả hạnh đại Bồ Tát. Đây là quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật. Hết quyển thứ 361.